Rất hân hạnh được chào đón quý bà con cùng quý khán thính giả và các bạn quay trở lại với kênh Giá Sầu Riêng Hôm Nay và ban biên tập chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về Giá Sầu Riêng Hôm Nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Việt Nam đã xuất khẩu sầu riêng tới 24 thị trường, nhưng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm trên 99% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhờ xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc năm qua tăng cao, đã góp phần lớn vào kết quả xuất khẩu 5,6 tỷ đô la Mỹ toàn ngành rau quả. Diện tích sầu riêng ở các tỉnh Nam Bộ ở thời điểm đầu năm 2023 là 47.208 ha, đầu năm 2024 đã là 62.173 ha, tăng gần 15.000 ha. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện có 57.101 ha sầu riêng, tăng hơn 19.200 ha. Năm 2024 và nhiều năm kế tiếp, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ chính của loại trái cây đặc sản giá trị cao của nước ta. Mức độ tăng trưởng của ngành sầu riêng trong giai đoạn 2019-2025 được dự báo khoảng 7,2% trên một năm. Đây được coi là cơ sở lớn cho trái sầu riêng Việt Nam nếu phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới. Dự báo trong năm 2024, nếu Trung Quốc đồng ý nhập khẩu chính ngạch sầu riêng đông lạnh thì giá trị xuất khẩu của sầu riêng sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Xin mời quý bà con và các bạn cùng lắng nghe và theo dõi chi tiết bảng giá sầu riêng cụ thể như sau. Giá sầu riêng trong nước cập nhật tại vựa: sầu riêng ri sấu 65.000 đến 136.000 đồng một ký, sầu riêng Thái 95.000 đến 210.000 đồng một ký, sầu riêng Musakin từ 160.000 cho đến 190.000 đồng một ký. Bảng giá sầu riêng tại vựa miền Tây: sầu riêng ri sấu đẹp 133.000 đến 136.000 đồng một ký, sầu riêng ri sấu xô 120.000 đến 125.000 đồng một ký, sầu riêng Thái Lan Dona đẹp 210.000 đến 212.000 đồng một ký, sầu riêng Thái xô 185.000 cho đến 190.000 đồng một ký. Bảng giá sầu riêng tại vựa miền Đông: sầu riêng ri sấu đẹp 130.000 đến 135.000 đồng một ký, sầu riêng ri sấu xô 115.000 đến 120.000 đồng một ký, sầu riêng Thái Lan Dona đẹp 208.000 đến 210.000 đồng một ký, và sầu riêng Thái xô có mức giá là 185.000 cho đến 190.000 đồng một ký. Bảng giá sầu riêng tại vựa Tây Nguyên: sầu riêng ri sấu đẹp 130.000 đến 135.000 đồng một ký, sầu riêng ri sấu xô 115.000 đến 120.000 đồng một ký, sầu riêng Thái Lan Dona đẹp 208.000 đến 210.000 đồng một ký, và sầu riêng Thái xô 185.000 đến 190.000 đồng một ký. Bảng giá sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc: ri sấu hạng A 58.000 đồng một ký từ 1,8 đến 5 ký, ri sấu hạng B 50.000 đồng một ký từ 1,6 đến 5,5 ký, môn thông hạng A 90.000 đồng một ký từ 2 ký đến 5,5 ký và môn thông hạng B 75.000 đồng một ký từ 1,8 đến 6 ký. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá Sầu Riêng Hôm Nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.